chào cô nha cô. Chào cô. Ủa cô dọn ra nào vậy cô? Dọn là mấy giờ vậy? Cô dọn là 1 giờ đó cô. À dạ. Thấy ốc còn ít quá nè. Chút còn đổ ra nữa không? Còn miếng nữa là hết rồi. Còn miếng nữa là bắt đầu cô chuẩn bị lên gì? Lê Quyên cô quên rồi. Đường Lê Quyên hả? Ở tôi Lê Quyên gần đây chừng 200m à. Ủa sao cô không bán một điểm mà cô phải giờ lên đó? Tại vì hồi năm ngoái là cái điểm này á, là những khách ở xa biết cái điểm này từ mấy giờ đến mấy giờ. Dạ. Thì cô ngồi cái điểm này từ 1 giờ cho tới 3 giờ rưỡi. Dạ. Là cô mới lên Lệ Quyên. Dạ. Đó là như vậy thì chẳng gì cô cũng phải bán cái điểm này. Thì cái điểm này nói chung là cô cũng vẫn bán được. Dạ. Thì những khách ở xa như con nãy thấy là khách ở xa ta lợi ta mua đó. Đó là cái điểm đó. Bên đó thì cái đường nó 2 chiều, ở đây thì dưới đây 1 chiều. Ở đây là các cô bán lâu rồi chứ. Đây là cô bán lâu rồi nhưng mà cô cũng như là chờ khách để ấy. Giờ cô phải vô mấy cái bịch này. Mấy cái bịch này là nó nóng mình phải vô lại. Cái này là nó chưa có nóng. Có gì phải là nước mắm không cay hả? Vừa cay em cho chị thêm bịch nữa ha. Rồi dạ, em cảm ơn chị. Cô nãy mua, thầy em mua nữa. Nhà cô gần đây không? À, bên nông cầu Chính Hưng đó con. Dạ. À còn nguyên một số ốc nữa nè. Ốc này gọi là ốc gì con? Cái này là con ốc lát đó con. Lát nè, chứ không phải ốc bu nha. Lát bu nó lớn rồi. Lát dạ. Cái này là gần hết trời là con biết sao không? Cái này là vô sẵn vì nó đã nóng. Dạ. Còn cái này á là có một tiếng nữa nó mới được nóng. Ủa cô bán mấy loại ốc con? Bữa nay là mấy ngày nay không có đồ bán, cô bán chỉ có một loại thôi. Hình như mấy bữa mưa gió hình như cô có nghỉ không? Có đi ngang qua mà không có nghỉ mấy ngày. Không phải, mưa gió cô cũng vẫn bán, trừ ra không có đồ cô mới nghỉ thôi. Như có đồ cô cũng vẫn bán, khách kêu cô bán. Tại sao để mình phân biệt con ốc bu với con ốc lát này vậy? Cái con ốc bu thì nó bự con, bự nó màu đen. Còn cái con ốc lát màu mà đỏ. Nó có sọc, nó có sọc sọc. Cái này là lát hương con, lát hương có sọc. Nè, đó như gì nè ha. Con vô gì. Tại vì mấy cái con ốc này là nó nóng, khách như về một lát con lại à. Là bắt bán là cô phải đưa cái này qua, còn nếu mà để cái này là khách phải về hâm nóng lại. Cô thì tầm giá thì cô bán người ta mua khoảng bao nhiêu mấy chục ngàn rồi. Bằng 50. Một phần thì 50 quá. Tại vì khách ở đây mua là một phần 50, mà 30 cô cũng bán, mà 40 cô cũng bán, mà 20 cô cũng bán. 30 trở lên nha bà con. Cái bịch gì là 50 quá. Thì đó cô vô bịch sẵn 50 rồi. Tại cái này là cũng là nó nóng rồi cô mới vô bịch. Bắt đầu cô chuẩn bị cô đổ cái chưa nóng lên. Có cái nước mắm luôn nha. Rồi cô có bán nước mắm nữa nè. Đó, cô bán nãy mấy chai á cho khách đó. Cái này hình như là mấy loại luôn hả cô? Cái loại này là không cay nè con. Không cay này bao nhiêu vậy cô? 50 nửa lít. Còn cái này 100 ngàn nữa một lít. 100 ngàn một lít. Còn cái này là nửa lít. Còn cái bịch này vô sẵn để bán ốc không? Đúng rồi, này cái là con mốm đó mà. Mỗi một phần là cô vô một bịch. Ví dụ 50. Cách 50 mà khách hàng xin thêm bịch nước mắm. Cô tính 100. Cô khôn quá à. Cô mốm rất là vui tính nha các bạn. Hiện giờ cô bán cô dọn ra là từ 1 giờ phải không cô? Đúng rồi. 1 giờ tới 3 giờ 3 rưỡi thì cô bán ở trước cái số nhà máy đây, 138 cái đường Chánh Hưng nha các bạn. Thì các bạn sẽ thấy là ở ngay bên hông cầu Chánh Hưng nè. Đó, đây là cái cầu nè. Cô bán bên hông. Thì tới 4 giờ thì 3 rưỡi thì cô chuyển qua Lê Quyên hả cô? Cô chuyển qua Lê Quyên cô bán tới mấy giờ? Tới 5 giờ rưỡi cô đã về rồi. Ngày nào cũng bán, cô ngày rằm ngày chay là cô có nghe. Bây giờ cô lúc trước là cô có nói là một tuần thứ hai cô nghỉ. 30 mùng 1 cô nghỉ. Bây giờ cô khách hàng kêu đổi món đổi lại. Cô mớm đừng nghỉ ngày thứ hai đầu tuần cô bán luôn. Mà cô chỉ nghỉ là 14, 15, 30 mùng 1. Bây giờ bữa nay thứ hai cô cũng vẫn bán luôn, vẫn bán được. Nghỉ 4 ngày. Nghỉ 4 ngày, tháng nghỉ 4 ngày. 14, 15, 30 mùng 1. 30 mùng 1. Còn lúc trước là cô nghỉ luôn cái ngày thứ hai. Trước có ta nghỉ đi du lịch hả? Có, nghỉ ngày kia mình lớn rồi con mất sức khỏe. Mình nhiều khi cô làm nước mắt. Thấy đây sợ. Coi cái nồi hấp này là trời đã cho. Cô cho cái chú một bịch ốc.
tôi chưa đâu chú, một cái bịch ốc rất là dễ thương nha. Tới chiều cô bán hết cái này không? Hết con. Chị đừng bán kia. Hết chứ. Đồ cô bán thì bán hết chứ không? Đừng hỏi gì nha. Hỏi gì là cô buồn lắm á. Tới chiều là bán 6 giờ là bán hết ha. Trời ơi, 6 giờ đó là chắc quýnh chết quá. Ủa? 5 giờ rưỡi đã hết rồi. Ở đâu có 6 giờ. Thì giờ cho xui xui 6 giờ đi. Không. Trời ơi, cô mớm mới chịu xui, cô mớm chịu hơn à. Kỳ quá, cô mớm khóc rồi nha. Dễ khóc quá vậy. Cô ơi, quá à. Ở dưới này là chắc nồi nước xả hả con? À, nồi nước xả, nồi lửa. Giờ cô chuẩn bị, cô bỏ bùa vô con ơi. Hấp lên nó sẽ rất là thơm. Mọi người đứng đây nghe mùi thơm xả. Nãy cái gì nãy con thấy em là nó chỉ còn có 3 bịch nóng. Là con gờ coi giờ anh canh nè. À, một chút nó sẽ nóng lên. À, bây giờ khách nào đợi thì cô đưa 3 bịch nóng này. À, còn bây giờ, còn cái này là nguội. Chút xíu nó mới nóng lên. Bây giờ cô chuẩn bị, cô cắt bùa lên. À, cô bán thì lời cô không nhiều nhưng mà cô cũng có lòng nhân hậu nha các bạn. Cho cái chú đó giống mấy ông đó lời bán giấy số hay gì? Trời ơi, cho... bán đổi cô cũng cho người này người kia. Chú người bán giấy số một ơi. Bịch ốc nha các bạn. Tương thân tương trợ nha các bạn. Lá lành đùm lá rách. Nói cho khán giả nghe. À, khán giả ăn của cô mớm cũng rất là cảm ơn. Từ bữa giờ cô mớm bán này cũng gần tháng giờ cô mớm vẫn nha. Nhờ khán giả quý khách từ kia ủng hộ cô mớm nha. Rất cảm ơn. À, gần tháng 10 cô mớm cũng sẽ tự thiện. Gần tháng 10 giờ cô mớm tự thiện nhé con. Ngày dầm. Trước cô chuyển qua cô bán gỏi nhưng mà nó không có đắt lắm hả con? Rồi, không có đắt lắm con ơi, bán mớn đầu bán được, bán giết là chờ mưa bán ế. Đúng rồi. Rồi bán ế giống như nãy cô kia cũng ghé mua. Em thấy chị bán ế tội nghiệp nhưng mà em không có ăn được. Tại vì mưa quá, ăn cái đó ưa đau bụng, còn ốc thì dễ ăn. Dạ chị cũng sống mua sinh thì mình bán cái nào được thì mình bán nữa cô đâu gì. Chứ mấy cái ốc này là người ta bán thiếu gì, người ta bán nhiều lắm. Chứ ai cấm mình. Nói chung là khách cũng thương cô. Mình nói cô nói cho con nghe, đồng ý là người ta bán nhiều nhưng mà khách thì mến cô, lại ăn cô cũng nhiều. Thì cô cũng rất là cảm ơn khán giả, chúc khán giả vui vẻ, sức khỏe dồi dào. Với sau đó nói gì nói rồi cô cũng nhớ tới cộng đồng mạng, với cảm ơn cộng đồng mạng với nhà báo. Vô cộng đồng mạng không thương cô mớm mà cô cũng vẫn nhớ tới, vẫn nhắc tới cộng đồng mạng với nhà báo. Xin cô cảm ơn. Cô rất là vui tính nha các bạn và cũng có tấm lòng rất là nhân ái. Cô mớm không có biết giận gì, cô mớm có sao cô mớm nói gì mà sự thật. Để vậy người ta thương mình mới buôn bán được cô ơi. Nói chung á là mấy người xung quanh đây có thương mến cho để cô bán dễ không cô? Đây cô Lẩu Dê Hương Đồng nó kêu cô mớm lên đây bán đi. Cô chảy xe gỏi, nói chung cô làm quyền hoài kỳ quá. Nhờ người ta kim đẩy lên mình thấy cô mớm thôi để đây được, còn có dừng quay đầu dễ. Chứ ở đây thấy cô bán ế quá à, kêu chị Quanh ơi đổi món đi không sao đâu. Mình xin mẹ đi, là cô Lẩu Hương Đồng này với cái chú mấy cái chú sửa xe kế bên nè, thấy cô bán ế cho mượn bịch ăn. Được mấy người ở vòng vòng ở đây rất là thương mến nha các bạn, cho nên cô mớm bán ở đây được. Đứng đây là cho đứng chơi, kêu cô mớm đây đứng không có tốn đồng bạc nào á, không có lấy tiền lấy bạc gì đâu. Còn kêu cô mớm xong chị để đây cho nó ơi, để gì cho nó gọn, không có chị ấy đâu. Gặp cô mớm niềm nở cởi mở cho mình quên chào khán giả luôn. Mình chào khán giả của kênh Linh, quên bốn mồm thật nha các bạn. Các bạn có đến khu vực này các bạn ghé ngay chỗ cô mớm. Thì trước số nhà 138 đường Chánh Hưng ngay cái bên hông cầu Chánh Hưng để mà thưởng thức cái ốc hấp xả của cô mớm nha, rất là ngon nha bạn. Đây, rất là ngon. Cái này là hết rồi nha, cái này là cô mớm xuống lệ viên là tới 5 giờ rưỡi là cô hết rồi. À đúng 3 giờ rưỡi cô mới đi. 3 giờ rưỡi cô đi rồi. À đúng 3 giờ. 5 giờ rưỡi. À đúng 3 giờ rưỡi. À như vậy nè, chút xíu nó mới nóng. Chút nữa đây, là cô mớm bán một xe ốc và bán những cái nước mắm này rất là ngon, cho nên mình thấy khách hàng cũng có tới mua nữa các bạn. Và cô cũng hồi vô xưa là cô không có làm nước mắm không cay, khách yêu cầu cô mớm làm chay loại cay. Hồi nãy có cháu rồi mua chay cay và chay không cay, tại vì nhiều khi có em bé ăn. Dạ đúng rồi, có người lớn cũng vậy, có người cay ăn cay không thì được đó, thì cô cũng làm cũng theo ý của
cắt. Đây là cô vô cho cái bịch sẵn vậy, 50 nè, tới mua. Tại vì mấy cái này để nóng, con nãy con muốn múc da nóng, con này giật ngập tóc nè. Chứ nóng. Chút nó sẽ nóng. À, chút nó mới nóng nha, con chuẩn bị lên nơi nè. Đó, mình cắt xả vô và chút mình trộn lên hả con. À. Nó sẽ rất là thơm nha các bạn, mình đứng đây là thơm cái mùi xả. Ốc thì rất là tươi luôn, rất ngon luôn. Ôi ốc giác, mà con ốc có mật trồng vô luôn. Mấy ngày nay nó không có đồ bán. Ốc đi. Rồi, khách mua đây. Giác rồi đó. Một khối dùng quá à. Mãi vô, mãi vô, một bình 50. Nóng á, mới mới nóng. Mới 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 À, cô cắt cho nó miếng chả vô nhiều một chút, nó rất là thơm. Ở đây nó bên hông cầu các bạn, cho nên nó chỉ có một chiều thôi. Một chút cô sẽ đẩy lên cái đường Lê Nguyên, cách đây khoảng 200m thì nó là đường 2 chiều. Cô sẽ bán ở đó tới 5 giờ rưỡi. Đừng nói tới 6 giờ bả la. Ôi 6 giờ không chịu, không chịu 5 rưỡi nha. Chứ bán như vậy nhưng mà ra buổi sáng là cô phải lo chuẩn bị đồ ốc rồi là chuẩn bị làm nước mắm này kia con ha. Chứ đâu có làm liền. Cuộc sống mưu sinh mà cũng vất vả nhưng mà làm thì nó vui. Và cô rất là vui luôn. Kệ, chịu cực mà vui. Nhưng mà dạ, ví dụ mà khán giả nào yêu mến cô thì lại ủng hộ cho cô. Dạ. Còn khán giả nào giận cô thì cô cũng chịu đó, cô cũng cảm ơn. Ai giận cô chứ. Hư không hết. Ủa cô bán này bao năm rồi cô? Cô bán là cô 14 tuổi. Ồ. Là bao nhiêu năm rồi đây? Rồi. Bao nhiêu năm? Tết. Bao nhiêu tuổi? 57 tuổi. Tết năm nay còn mấy tháng rồi, 58 tuổi rồi. 4 mấy năm rồi. Dạ. Là cái thấm xây của kìa. Cho nên ngày thì từ đó giờ con. Cô bán như vậy cho nên là cái lượng khách hàng cô có sẵn rồi. Cho nên lúc nào cô cũng có khách. Cô bán lâu năm. Thì bán lâu năm rồi. À nói chung á, à, lúc mà cô mới ra bán được nửa tháng biết chưa có biết cô bán. Yeah. Nhưng mà cô vẫn bán bình thường tại vì cô đã có khách sẵn rồi. Yeah. Nhưng mà khi đã mà lên mạng lên thì cô bán càng đông khách hơn nữa. À, đông khách là gì, không có phải giống như hồi xưa nhưng mà như không phải giống như hồi đó mà cô về 12 giờ khuya. Hồi xưa là cô khổ, cô về 12 giờ khuya, 12 giờ đêm mới khi 1 giờ, còn bây giờ 5 giờ rưỡi cô đã về rồi. À. Đó là như vậy. Có lượng khách tốt cho nên bán đắt là về sớm. Vậy còn không biết cảm ơn YouTube. Có mà, chưa. Ở cái gì cái, dù khách giận như mình như thế nào. Chọc kẹo cho cô nói nè. À, cộng đồng giận cô mớm cỡ nào. Nhưng cộng đồng giận cỡ nào giận giờ, 1 năm, 10 năm cô mớm cũng giận nói là cảm ơn cộng đồng mạng vào nhà báo. Với các cháu lợi quay đến cô rất là trân trọng cảm ơn, chân thành cảm ơn. À, nói chơi vui thôi các bạn, chứ cô mớm rất là tình cảm, rất là thâm thúy. Biết cái nào là điều tốt nha các bạn, rất là tốt luôn á. Nhờ vậy mà cô mớm nó chỉ cái xẻ ốc nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà bán bên đường thôi, giờ bán cũng rất là đắt nha các bạn. Và khách hàng thân thiết thì rất là nhiều và yêu mến cô rất nhiều. Cháu nào mà còn nhỏ á, thương cô đi. Cô bán cái nghề này không có nhiều lâu đâu. Có nhiều khi cô tuổi già mà con đâu có nói được đâu con ơi. Chết mai sống mai. Cô còn sống rồi cô còn bán cho các cháu ăn. Cô chết rồi cô lấy đâu bán cho con các con nha. Cô không có sợ chết đâu. Cô sống dài. Lớn tuổi rồi. Phải dài chục năm nữa. Chết gì. Lớn tuổi không có sợ chết đâu. Tại vì cuộc đời mình quá quá khổ rồi. Không cần gì để mà sợ chết. Bây giờ cô chỉ biết là sáng bán chiều về, sáng bán chiều về. Rồi nghỉ ngơi cho khỏe với tuổi già vậy thôi. Vậy nó khỏe coi á. Vậy đầu là ốc khỏe nó thôi. Khỏe giờ, cái đầu óc. Giờ không nghỉ gì hết trơn á. Không biết gì nghỉ. Cái gì nó tới rồi sẽ tới. Giờ sáng bán chiều về vậy cho khỏe thôi. Chứ giờ cuộc đời cô giờ cũng coi như là không còn gì nữa rồi. Không có còn gì để mà luyến tiếc. Cô không có gì để luyến tiếc hết trơn.
Bây giờ sống vui khỏe thôi. À vui khỏe thôi. À, bữa nào khỏe thì bán, bữa nào mệt mỏi. Bữa nào khỏe xin, cô bán. À, xin khách hàng nghỉ một giờ rưỡi. Rồi. 3:30 cô đẩy lại đằng kia hả? Đúng rồi, đẩy lại đi. Bây giờ 25 rồi thôi, chắc đây mình kết thúc video. Rồi để cô đi ha. À, các bạn có ở khu vực này các bạn ghé ủng hộ cô Móm nha. Có lẽ mình xin tạm thời kết thúc video ở đây. Các bạn xem, các bạn like, share, các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình kết thúc video và mình xin hẹn các bạn ở video sau. Cô Móm chào khán giả nha. Xin chào các cháu, các cô, các chú, các cậu, các nhà báo, các cộng đồng để đến đây. Các cháu quay phim cho cô xin cảm tạ. Cảm ơn cô Móm rất nhiều. Bye bye các bạn. Bye bye. Chào cô nha.